dâng lại. Cái này là trồng theo hướng gì anh nhỉ? Hướng hữu cơ. Hữu cơ. Hữu cơ. Theo hướng hữu cơ. Dạ. Theo hướng hữu cơ. Bên chế của ngang đây. Ngang đây đây. Chúng ta tay ra. Bữa hành đó. Bữa hành ra đây. Xanh. Theo mùa nó lại hết cái đợt này lại không. Ừ, ăn luôn à. Mỗi một tải ít nhất cũng 30 cân nhỉ. Đúng không? Công nhận em cũng nghĩ thế, nhưng mà nói ra là dân văn bàn đại gia. Quả nào nó mò meo meo. Cái này không được. Đấy, nó phải như này. Ừ. Đấy mấy cái quả đẹp đẹp ấy, tham này nào. Cầm mất một quả. Đâu anh. Để chết. Bộ tạc chết, tạc quân, tạc quân. Biết cái này. Để đọt luôn. Chắc chắn. Trên kia có cây nào leo dài hẳn hẳn chứ? Dài chứ. Dài chứ. Hôm kia là lên bò lên vàng rồi mà. Bên kia là lên kia nó càng tốt, nó xanh hơn nữa. Em đếm tới 3 là chụp nha. Đây là cũng có gì. Mình ở bên ngoài là có mà cũng không cần. Miễn lên cao là mình chỉ cần mình phát sơ thôi. Còn ở chủ yếu là trong góc đây là mình nhổ những cái cây có như đây. Nổ xung quanh góc đây. Cho nó trống rồi chị. Đó, 7-8 cam. Thời gian nắng. Nó ra cái thời điểm mưa đấy, mình không có đi làm được á. Dây thông nó không có trái này. Mình lôi xuống thì bắt hết những cái dây này đi. Cắt hết rồi mùa sau là chăm sóc. Nhà chị vẫn được điều kiện là nâng được cái năng suất lên. Nó lại có như vậy. Chị biết không, ở đây độ cao của chị là, và hai nữa là mình trồng là trồng tự phát. Nó ra cái thời điểm này. Vậy này, đây vậy là nó không, nó dinh dưỡng nó sẽ không nuôi cái dưới này nữa mà nó tập trung nó nuôi trái thì cái trái nó to hơn, cái tỷ lệ nó đạt cao hơn. Dễ hái xong là mình cắt trừ hai mắt rồi. Nắng. Đá luôn. 3 tháng rồi tắt. Làm ngay. Cú mít bên này cái siêu lân và những cây đấy. Còn những cây này thì mình sẽ cho chế độ ăn bình thường. Nhưng mà những cái cây như vậy là mình sẽ phải cho ăn thôi. Thì nó đã ra này nhưng mình không cho ra, mình bỏ hết hết á, đỡ chừng khi mà bước lên từng vàng đây rồi cũng. Và liên quan đến cái hiện tượng lạ của cây á thì bác nhắn với đội kỹ thuật để đội kỹ thuật trực tiếp xuống xử lý giúp bác đổ gốc luôn để nó cải tạo cái bộ đất ở dưới này, sau đó nó sẽ phát triển bộ rễ mới để nó hút được dinh dưỡng mới và nó nuôi cái cây này, cây nó phát triển mạnh hơn, nó tốt là theo kịp các cây khác chứ không có cây này dần dần nó sẽ những cây kia nó phụ. Sao nó vẫn lên cái ngã tư thì cứ từ ngã tư sau này mình bấm cái ngọn này nó sẽ đi ra được bốn hướng. Chứ lúc nó là lên 3 tháng nào là ra bông ra trái luôn. 3 tháng là ra trái. Làm ngay. Cú mít bên này cái siêu lân và những cây đấy. Còn những cây này thì mình sẽ cho chế độ ăn bình thường. Nhưng mà những cái cây như vậy là mình sẽ phải cho ăn thôi. Kích thích cho ra hoa đồng loạt và đậu trái tối đa. Nó không bị chết trái, nhưng ví dụ đây này, cái bông này là bị gọi là bị hoại tử bông, bị chết bông, nó không ra được trái. Cái này thì ra nhưng mà không đậu này. Giả sử như vậy thì đó là một cái trong những cái... À, quanh như quả chôm chôm ấy em nhổ hết thôi bà, thì cái cây đó là phá hết rồi, những cái cây mà lên xù xù
Em sẽ có đồng chuyên.